Ách hố cứu phụ, vật hố cứu cha. Wrestling the tiger to save his father. Dẫu chết liều mình đỡ cứu cha, Dương Hương hiếu thảo thật con nhà. Mới vừa 14 đà gan dạ, bóp cổ cọp đành phải thả ra. Thoát nạn cha con mừng hớn hở, nhanh chân vội bước quãng đường xa. Cho hay hiếu dũng hơn uy lực, nhân đức trời cao sẽ giúp ta. Cha, cha đi đâu vậy? Cha đi gặt lúa. Con còn muốn đi nữa. Không được, con còn nhỏ, khi nào lớn rồi cha sẽ dắt con đi, có được không nào? Cha, con không còn nhỏ nữa, con đã được 14 tuổi rồi. Cha, cha hãy cho con đi với. Được rồi, cha con mình cùng đi, cha con mình cùng đi. Cha, để con giúp cha mang đồ. Dương Nhi, hãy cẩn thận, đừng để làm mất. Ấy, cha, cha hãy đi nhanh lên nào. Đây không phải là Hương Nhi à? Sao con đi đâu đó? Chào Giang Thúc Thúc, con theo cha đi gặt lúa. Để Thúc Thúc nói với ba con còn nhỏ như thế mà làm sao đi gặt lúa được. Giang Thúc Thúc, con tự mình muốn đi, con cũng đã lớn rồi. Thế à? À, ở trên núi có một lão hổ, Hương Nhi có sợ không? Lão hổ? Thật có lão hổ sao? Nó có dữ không? Đương nhiên là dữ rồi. Chẳng những thế, nó còn ăn thịt người nữa. Giang Thúc Thúc, lão hổ có hình dáng ra sao? Hương Nhi, con đâu rồi? Con không phải muốn đi với cha sao? À, con tới ngay. Cảm ơn chú Giang, chờ con gạt lúa về rồi cởi cho con nghe tiếp về lão hổ nha. Hương Nhi, con có mệt không? Hãy nghỉ một lát đi con. Cha, con không mệt, cha cũng nên nghỉ ngơi thôi. À, đứa trẻ này. Hương Nhi, chúng ta về nhà thôi. Cha, chúng ta còn chưa gạt xong mà đã trở về rồi sao? Trời cũng đã tối rồi. Chúng ta ngày mai hãy trở lại làm tiếp. Dạ, thưa cha. Hương Nhi, hôm nay con có mệt không? Con không mệt tí nào. Ngày mai chúng ta sẽ trở lại làm nữa. Cha, đây là con quái vật gì? À, cha đâu rồi? Cha! Hương Nhi, đừng có qua đây, đừng có qua đây. Không, không, lão hổ, ngươi mau thả cha ta ra. Đương nhiên là dữ rồi, chẳng những thế, nó còn ăn thịt người nữa. Không được, cha không thể bị gì, con nhất định phải cứu cha. Hương Nhi, ở đây rất nguy hiểm, con lại không nghe cha nói, hãy mau mau trở về nhà đi. Hương Nhi, Hương Nhi, con không sao chứ? Con không sao, còn cha có bị thương không? Cha không sao, cha không sao, cha không sao. Thank you.
sinh vào đời nhà Tấn, mới 14 tuổi mà đã rất hiếu thảo. Cha em đi đâu em luôn thường đi hầu một bên. Một hôm em cùng cha gặt lúa ở nơi gần vùng rừng núi. Lúc ra về gặp một con hổ nhảy đến vồ cha Dương Hương và tha ông đi. Em vội nhảy nhanh tới và ôm chặt vào cổ con cọp, mặc dầu chỉ tay không. Dương Hương không hề nghĩ đến sự an nguy cho riêng mình, mà chỉ liều chết đỡ cứu cha. Cuối cùng con hổ hoảng hốt, tháo chạy, nhờ đó mà hai cha con được bình yên về nhà. Có kệ khen rằng: Thâm sơn phùng bạch ngạch, nỗ lực bác tinh phong, phụ tử câu vô dạng, thoát ly xàm khẩu trung. Rừng sâu gặp má trắng, sống còn đánh hôi tanh, cha con đều vô sự, thoát ly khỏi miệng hầm.